em chào tất cả các bác. Trước khi em gửi hàng cho các bác ở miền xa thì có đặt bên mic của Audio là dòng LED nháy theo nhạc. Dòng này thì dòng 3 trong 1, có nghĩa là nó có chế độ xem ngày tháng này, xem giờ này, với lại 13 kiểu nháy LED theo nhạc. Thì các bác có yêu cầu là trước khi gửi hàng phải test cho các bác một video. Hôm nay thì em sẽ test 5 mạch để gửi cho 5 bác ở các tỉnh. Thì em sẽ làm cái video ngắn để em test. Trước mặt các bác đây là em đang cắm 2 mạch chạy 2 kiểu khác nhau. Hoặc là các bác cũng có thể để kiểu đồng hồ. Đó, các bác nếu mà không muốn về nghe nhạc thì các bác có thể để đồng hồ. Và các bác có thể tự chọn màu để cho mình thích hợp nhất vào màu mình muốn xem. Hiện tại đang là 11:53. Giờ em sẽ khui những cái dòng mà em sẽ test để cho các bác. Nó có cả hộp mà thùng xốp hết các bác nhé. Phụ kiện đầy đủ, các bác chỉ việc cắm để sử dụng. Trước khi em gửi thì em sẽ test rất kỹ càng cho các bác ở xa rồi. Phụ kiện của nó thì gồm một mạch LED này, một cục sạc này, dây để cắm từ sạc sang LED này, với lại dây đầu 3.5 ra 3.5 và một đầu nối 3.5 ra 2 3.5. giờ em sẽ thử cho bác cái mạch LED em đang khui ra đây. Nó có 13 chế độ cho nên là các bác thích dòng kiểu LED nào cũng được. Thứ hai là các bác chán về LED không nó nháy thì các bác có thể cho nó thành đồng hồ. Đây, cái phần này ấy, các bác có thể về sử dụng thì các bác bóc ra nhé. Hiện tại thì em không bóc vì căn bản là nó sẽ bị xước. Nếu mà mình bóc ra thì cọ sát nó sẽ bị xước, cho nên là em sẽ không bóc ra nữa. Em cắm điện vào này. Đấy, các bác thấy không ạ? Em sẽ nhạc to một chút. Rất là nhiều chế độ. Giờ em sẽ chuyển chế độ khác cho các bác nhé. Hiện tại đang ở chế độ 5. Đây, còn là chế độ này. Hoặc là các bác cũng có thể để chế độ auto nhé. Các bác để auto thì nó sẽ tự động trong vòng 30 giây nó sẽ nhảy cho một chế độ. Hoặc là các bác để auto ấy, nếu mà có tiếng động thì nó sẽ nháy, còn nó không có tiếng động thì nó sẽ tự động nhảy về màn hình LED, có nghĩa là màn hình đồng hồ đấy. Nó sẽ hiện màn hình đồng hồ đây. Nếu mà có tiếng động thì nó sẽ nhảy LED, mà không có tiếng động thì nó sẽ về màn hình đồng hồ nếu có để auto. Rồi em sẽ sang chế độ khác cho các bác. Rất là nhiều chế độ, 13 chế độ cho các bác sử dụng. Em sẽ thúc chế độ kiểu này. Rất là nhiều chế độ. Đó. Giờ em sẽ cách chỉnh cho các bác nhé. Ở đây nó sẽ có 3 nút đấy ạ. Có 3 nút, một là nút setup auto lên xuống. Ví dụ như các bạn muốn setup thì bạn ấn vào đây. Nếu một lúc thì nó sẽ hiện về mảng và ấn lên xuống để chọn các mục mình cần chỉnh. Ví dụ như giờ chẳng hạn, hàng ngày đi. Hôm nay là ngày mùng 12 tháng 9 này. Tiếp theo là năm 2018 này. Okay. Tiếp theo là giờ này. Hiện tại là 11:52. 11:52 đúng không ạ? 11:52. Ok, rất là đơn giản. Đây là nếu mà vào cái bông hoa này là có nghĩa là cái tất cả các chế độ ở trong này. Chọn phông vào trong hình tiền cho nó đây. Ví dụ như đây là data, có nghĩa là
date có nghĩa là ngày tháng đấy ạ. Các bác để màu gì nhá. Đây em ta lên này. Đây, nó sẽ nhảy đây. Ví dụ như em để màu màu đỏ đi. Còn lốc này em sẽ để nó nhảy màu này. Và background này có nghĩa là màu tổng thể. Đây, màu này được này. Màu này đi. Cái này là chế độ nhanh hay chậm thôi. Exit và các bác đến cái ngôi nhà này các bác phát ra ấn chính. Đó, màu đỏ đây. Ok, rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm cũng như là sử dụng dòng sản phẩm bên Mike của Audio. Các bác nhớ đăng ký kênh cũng như là Zalo, Facebook với số điện thoại là 0977 434361 để nhận những video mới nhất mà bên em sẽ đăng tải trên kênh Zalo cũng như Facebook hoặc là YouTube. Em chào các bác. Sau đây thì em sẽ test tất cả những cái hàng mà các bác đã đặt hàng để gửi cho các bác trong chiều hôm nay. Em chào các bác.